Ok, ngày nay chúng có bàn lược dọc mốc mê đến thamay mùi tiết. Cái này nên dễ ông bí reflexive pronoun và reflexive pronoun. Okay. Reflexive pronoun nâng mà nên dễ chỉ bị sạc mà dưới cái hai ta sắp vào niềm chlọc. Mà sắp vào niềm chlọc, chúng sắp vào niềm miền tràn á, bà miền tràn. Nên chẳng ở lời ní cứ chỉ này mũi này sắp vào niềm là cái hai ta reflexive pronoun. Reflexive pronoun nâng cái hai ta sắp vào niềm chlọc. Chúng ta ta sắp vào niềm chlọc miền này thả mách hay ra dạng được mà đấy. Chúng dân châu tâm mưu từng ọc nía nà bà ọc cốn chập đám. Ok, tại một lần chập đám xong complete nhá. Chúi subscribe hay nâng chúi đặt sinh nhạc anh đang ngạc trong phút nằm bệnh mạng video thông mấy. Chúi bây giờ cứ việc có bẹp bọn cho mùi nâng cả sạc xa phía xa ông lê bà ọc cốn. But what is reflexive pronoun? Ok, thả ta sẽ tư, ở vầy tư để hai ta sắp vào niềm chlọc. Okay. Reflexive pronoun sắp vào niềm chlọc. Chừng reflexive pronouns are words like myself, yourself, himself, etc. They refer to a person or thing blah blah blah. Chừng sắp vào niềm chlọc nó cứ chia biệt đôi chia miền đôi chia biệt ha myself. Ok, để cho người ta hạt luôn nhóm yourself đại luôn bằng nè himself vậy chẳng tới bà lạ năng lạ hai cái hai sắp vào niềm chlọc nó tiếp cứ ra sầm đại từ lời mình nô rồi có vật thô rồi mới có sạch vậy chẳng tới. Ok, nó bạn nói cái hai thứ sắp vào niềm chlọc. Okay. Reflexive pronoun bà mean myself, yourself, himself vậy chẳng tới bà mày mean tập năng tên mean tiếp đó là bà chẳng trong sông pháp biệt etc nó bà cứ etc đại chỉ pizza khăm ai vẫn cứ lạ hay những lạ bà kể bà person or thing bà vật thô rồi mình đâu rồi có what thô ở chẳng tới bà I cut myself when I was cooking. Okay, I cut myself chẳng I cut myself penny. Ok, khi nhé myself bà chân I cut myself when I was cooking chân myself penny cái hai thá reflexive pronoun. Ok, reflexive pronoun bà sắp bà niềm chlọc okay. I cut myself when I was cooking dinner bà nguyên hát không phương ở con ấy một bà một cả bật ấy chân một đòi xa cả bật ấy chân tới một đầy chân tới cái nạp bê đặc trong cầm bông ta chùm ơn là hai bê là nghĩa bà I cut myself. Ok, chẳng bị thầm myself nó cứ chia reflexive pronoun mà. My TV isn't working properly. It turns itself off for no reason. Ok, chẳng itself mà. Chẳng bị thầm itself này cứ chia reflexive pronoun. Ok, tu rồi bọc nhóm. Ở tâm nào cao tâm trời thì việc bật ô tô thì mà đó bật khu này. Ở miền hạt phá luôn. Ok, chẳng bị thầm itself này cứ chia sắp vào niềm chlọc mà. Hay thầm reflexive pronoun mà. Reflexive. Ok, reflexive pronoun sắp vào niềm chlọc. Ok, chẳng thay đi, và chẳng lực dọc máu miền tăng bị subject pronoun, object pronoun, possessive adjective, possessive pronoun, hay là reflexive pronoun. Và đặc tí mũi này cứ kê này dì ẩm bí subject pronoun và subject pronoun và nè tăng ọc này miền trăm ọc trăng bí bí đều môn môn nữa nè. Chẳng subject pronoun bao nhiêu miền này khác bà. Chẳng miền I, you, we, they, he, she, it. Bà subject pronoun chứ nó phải chứng bị subject pronoun nó tới cứ dương tới đó object pronoun mà để hai thằng sắp vào niệm cắm bọt mà cái subject pronoun nó chỉ I you we they he she it mà để cái hai thằng sắp vào niệm pro thiền ấy là bắt object pronoun để cái hai thằng sắp vào niệm cắm bọt chứ ngay đi dương khơi tiếng ở thành mà đòn ấy bà chứng subject pronoun ai chứng tới chia sắp vào niệm cắm bọt bắt đầu tới chia me bà ai bắt đầu tới chia me you, we, us, they, them, he, him, she, her, it. Okay. Bà này cứ chia object pronoun. Bà tiền này cứ chia object pronoun. Đại cái hai thác sắp vào niềm cảm bọt. Ấy lấy lực dương chô tất đo possessive adjective. Đại cái hai thác quân là niềm cảm sật. Bà chân quân là niềm cảm sật. Quân là niềm cảm sật ai? Đâu tới chia my. Okay. I, my, you, your. We, đâu tới chia our, we tới chỉ our, they đầu tới chỉ their, he, okay, he đầu tới chỉ his, she đầu tới chỉ her, it đầu tới chỉ its, okay,
Okay. Bà này khá là con niệm cam cam sát chắc chúng xong lực con tích tiệm tâu nâng con niệm cam sát đến bà con niệm cam sát nâng cô kê phát đâm bây bằng hai nhạc bì cam sát phòng đai hai con niệm cam sát này vì chạm bắt thật tầm miền niệm nâng bì kéo ấy nè bà nhưng chân chung khoản tay lực dược mọc để dây bàn tích tế nhưng chân bà sân chỉ ôn ôn rư cổ mùi mùi nâng miền chung ngọt át tư mưa nâng video chắc chắc là bọc nhóm chân bà bằng hai người hai sẽ tới hai thật con niệm cam sát sẽ tới hai thật sọc niệm cam sọc niệm cam bọt sẽ tới hai thật sọc niệm bọc thiên ai lấy bản top pi possessive adjective bản top pi quan niệm cam sát năng tới cứ dương chỗ tới đo sắp quan niệm cam sát và sắp quan niệm cam sát chẳng mai từng không quan niệm cam sát đầu tiên chia sắp quan niệm cam sát cứ mang cái mang your tới chia yours our tới chia ours their tới chia theirs his tới chia his the dial her tới chia hers its tới chia its bà chân nông chua cơ hòm này cứ cái hai thá possessive pronoun đây chi phí sạc mai dân hai thá sắp bằng niềm cắm cam mà sân lắc chung chóng xua rùm lực lãng vinh bọn tích hạt ta sắp bằng niềm cam mà sân nâng quân niềm cam mà sân khóc này dân đôi mà địch bà chân a chấm xôm xạ lòi bằng tích đấy bà sân chỉ ọt toàn chạm tích chung này dây lãng vinh tích tích hoi bộ chọn bàn lùm ất ai thơ mơ nâng video đó bọc nhóm ta chung đạt chung đoàn chữ thá possessive pronoun nó là bà khề nhưng phía khóc này là viên con niềm cảm sức nâng sắp của niềm cảm sức khóc này trong thà con niềm cảm sức đại cả hai thập bảo sách sự ảnh trực tiêu này cứ dân tới cả niềm nơi bị cao chỉ chạm bạch ri ai sắp của niềm cảm sức vinh đại hai thập bảo sách siêu pronoun này cứ ọt tới cả niềm nơi bị cao tệ ưu tiêu ho I buy a book okay this is my book chân my book này my cứ chia bảo sách sự ảnh trực tiêu book cứ chỉ nào chân cái thang tha tiêu thà con là niềm cảm rất tươi tại miền niềm nơi bị cào vì ở ai cho tại ai đó miền niềm nơi bị cào bàn tay nơi không bồi dồi ri ai sắp niềm cảm rất vinh cứ ở tiền tiền niềm nơi bị cào thế I buy a book this is mine chẳng biết thà this is mine nhưng miền thà this is my book chẳng sắp niềm cảm rất hay nên con là niềm cảm rất nhưng ai cào chấm nước khnề bàn chấm nước bàn trong thà con là niềm cảm rất miền niềm ri ai sắp niềm cảm rất pra mình chẳng bạch đạn niềm bị cào thế đã mau cứ khổ ri ai con niềm cảm rất bảo ở niềm cứ khổ vinh okay bà chẳng bằng tọa mà tiết trong cái này cứ cái hai thái reflexive pronoun đại chi bị xa khám ai dưỡng cái hai thái sắp bằng niềm chất lọc bà sắp bằng niềm chất lọc giang mạch bà chất lọc hỏi khơi thái bà thiên hay năng cầm một bọn năng cứ chia mà nó tầm mùi ok bà chẳng tiền nẹ thơ ẩm bơ tiền nẹ rau ẩm bơ ai ta chia mà nó tầm mùi chẳng dừng mơ tới reflexive pronoun mình ấy là bà chẳng ai bắt đầu tự chia my myself okay I me my mind myself bà you đầu tư chia yourself ok đại là trong nước dũ cứ dân ai trả bản phí tìm mũi cứ dân cả bà cọc bảo vệ cứ y-o-u-o-s-e-l-f ok anh nói bảo vệ chứ sinh chứ lờ mình là thay dũ bây giờ đào tu là sinh chứ lờ mình là mà nè đặc biệt tí bí cứ yourself đôi kia cứ y-o-u-o-s-e-l-v-e-s mình là thay dũ nâng chắc bí bí nè làng từ plural ok chẳng yourself nhưng biết thật yourself nó cứ dương sở xe bàn bì được biết hai cô khóc như đấy và we chân we tay chi a và we tay chi ourself chân dương đầu bì biết thật self đầu bì self tay chi s-e-v-e xâm tốc s-e-l-v-e-s ok plural chắc chắn năng lực dọc mê điện năng mạo bằng hàng người tiếp bẹp bón cho mùi năng cao đô bì ai của bà chân nạn niêm tư bì hô bà chân nạn niêm nơi video cao điện bà chân chăm tam đam mơ tiếng ọc nìa chân tàu tiết đề đề nâng cứ tới chia themself bà đề themself he tới chia himself she tới chia herself it tới chia itself ok itself bà chân tiếng ọc ní cứ chia sắp bằng niềm chất lọc và nóng ở bà lọc bọc hiệu nâng cứ cái hai thật sắp bằng niềm chất lọc và chân miên tăng pi sắp bằng niềm bảo thiên sắp bằng niềm cảm ở bát con là niềm cảm ở sớt sắp bằng niềm cảm ở sớt sắp bằng niềm chất lọc và chân ạc xuất ạc nó nơi tế bà tận ạc tên này chả ràng tên này còn là chia mặt này ok bà chân như mà ưu tì hò Mary tells her to read a book và Mary tells her to read a book chẳng dừng mơ nó không cả này đi thật ta Mary hỏi nâng hờ chìm nó tầm mũi đi cô giang mạch bà nó không cả này đi Mary cứ chìa bro thiên Mary tells
Okay, tell tell nó cứ chỉ kể để giả sắp her nó cứ chia cắm cả một bọn chẳng Marie tells her to read a book miền này tham Marie nó cứ gặp một lúc xin tiết ở an xíu siêu phơ và her her nó mà chỉ Marie để việc không bị ưu thì họ tỷ phí nhẹ Marie tells herself to read a book miền này tham Marie gặp gặp bị na herself herself nó cứ Marie đừng ai miền này tham Marie có gặp luôn ai gặp luôn niên tham an siêu phơ tử. Okay. Marie tells herself to read a book. Chẳng sắp bởi niềm cháu kì kì bà đảm bây khăn này chẳng. Này thà, bật hiến, hào yên cam a bót kì chìa mà nó tâm mùi, mà nó đôi khỉa, nó tâm mùi đôi khỉa. Chẳng kì đạc nó khăn tùm rộng tì bì nó kì Marie tells herself to read a book. Kì Marie luôn ai nó kì có bạp luôn ai thà, Marie ơi, anh chụp hợp tư. Ok, bà, chẳng việc học bìa tì mùi Marie bạp chôn tì bì. Ừ. Có bắt tên nhà nam sinh thì tính tới là bây giờ ăn siêu phơ bằng tại ưu tiêu hò tí pi nó cứ mà đi có bắt luôn có thảo án ăn siêu phơ chẳng hờ sắp bên ní cái hai tháng reflexive pronoun và sắp bằng niềm chlọc. Ok chẳng dừng xong bằng to từ slide mới tiết chẳng dừng xuống à thà when do we use reflexive pronoun sự thật tao bên nào dừng tới cả pra reflexive pronoun. Ok reflexive pronoun chẳng dừng pra nào bên nào ấy là dừng mới tặng ọc nìa tí mùi. When the subject and the object in the sentence are the same person. Chẳng dừng pra sắp bằng niềm chlọc bao giờ nghĩa. Cứ nợ bê nà. Cứ nợ bê đa bỏ thiên hào nâng cầm ở bọt. Nói nông bỏ dụng mùi nâng cư chiêm nốt tài mùi. Bà subject bà bỏ thiên. Object cầm ở bọt. Cư chiêm nốt tài mùi. The same person. Bà the same giang mắt dừng mơ là ưu tì ho. Bà đà ra bà này hả bẹ mùi ni sọ bà tích tích này bà. Ok. Chẳng quát nó chứ mùi đà ra bà bà này dây thà. I force myself to eat fish. Chẳng, I force myself. I nó cứ chia bậc thiên, cứ chia sắp, sắp dịch. Force cứ chia verb. The I be myself nó cứ chia cắm, cắm ở bọt. Chẳng thật ta bậc thiên là cắm ở bọt chìm được xin khí rì cơ dạng mạch. Okay. Chẳng, đà ra cứ khót bằng khom khôn khót. Okay. Còn dây chân khi nhóm bằng khom khôn khi nhóm ở nhắm trầy. Okay. I force myself to eat fish. Chẳng, đà ra khót bằng khom đà ra khôn ai nâng ở tầy nhắm. Nhằm trầy, ok, chẳng có nghĩa là I force myself. Chẳng nẹ bằng khóm hoặc nâng nẹ trầy bằng kê bằng khóm cứ chia một nốt tái, ta mùi. Chẳng là bằng kê thà dương pra sắp và niềm chlọc. Ok, reflexive pronoun nâng nâng dương pra sắp và niềm chlọc. Nâu bê đài bỏ thiên hoặc nâng cầm ở bọt mạch nông bỏ dục nâng cứ chia một nốt tái mùi. Ok, được ủ tế hoa bằng bằng hàn chẳng I force myself to eat fish. Bà. Kể okay, chẳng ai mãi xa phai nâng cứ chia mà nốt tầm mùi tới cứ chia đà ra tầm mùi nâng nam bạc. Ok. Và đó thật tiết. Tiếp bì. Sư thà dương pra reflexive pronoun nâng nửa bê na. Dương pra sắp bình em cao nửa bê na tiết. Bà tiếp bì dương pra sắp bình em cho lọc nâng. Miền này thà the object of the preposition. Ok. Và object of preposition. When the subject and the object are the same, thì đây, ok, chẳng việc cái object of preposition, mà việc nó bị cái preposition, hỏi, protein hay nâng cầm ở bọn nó cứ chia một nốt tái, ta mùi, ok, nốt tái mùi giống mạch là dương mong ưu tiêu hoa tăng ọc này, ưu tiêu hoa tí mùi, they need to look after themselves, nhưng, và they need to look after themselves, trong cái này xong xong pra mouse pointer, và xong pra mouse, chẳng cái thằng they need to look after và biết thằng after này cứ chia preposition chẳng cái pra themselves themselves nó sầm đau tới nhà na biết thằng themselves này cứ sầm đau tới lớp biết thằng they đang nơi không bỏ lo nơi khang lừa mạnh mẽ nhất na they sắp dịch vào nắp đầu tới chia sắp vào niềm cho nó cứ themselves và they them themselves chẳng là trong cái lại đi they need to look after themselves cái chẳng they hay là themselves nó cứ chia mình nó tại mùi. Bà cái bộ kê trai ta mơ thái khuôn bộ kê. Bà themselves nâng cư chăng sạp khuôn bộ kê. Chân tiền sạp dịch tiền ọp dịch cư chìm nó tài mùi. Hai reflexive pronoun cư nâng bằng tòa bí preposition. Bà chân preposition miên tràn bà chân ai thà chìa self study. Rì gò ai nâng chăm mơ video kê rối bạc chăm nâng phớ. Kê bằng tòa bí tiết bà ok. Chân tất bật tạch hàn là khăn nông nì dùm nấy nè. Kê thà ai dân pra reflexive pronoun nè. Sắp bằng niềm chlông nè. Pra cứ chia object of a preposition nè. Nên bê đài sắp dịch hai nâng object cứ chia nô tè mùi. Bắn tài nè bà bật. Ok. Bắn tài. Nụ bắn tài giang mạch bà chẳng mơ mơ. Bà bắn tài đi gọi bắn tài. He has a suitcase beside himself. Bà kê thà he has a suitcase beside himself. Bà là dân mơ sân mơ. He
và he cứ chia sạm dịch cái himself cứ chia object hay beside nó cứ chia preposition phần ta preposition pi nè preposition khang lơ after hay năng preposition khang không beside pi nó cứ khóc nè beside này cứ chia preposition nát phần ta preposition này gì pi place cái hai thằng preposition of our place chẳng bao biết bằng hai pi place chẳng cái thằng ở đồng trời tế ôn nói ở prate ở ở prate chẳng sắp bản niệm chứ lo ạc ai bà nữ bì kỳ preposition of place bản tê bà kể hai thả ạc dẹp tàn đi bát đại bằng hai nhằm bì tí tí tăng bà kế chân biệt hai preposition nâng kì chìa biệt mũi đại trong bằng hai nhằm bì ấy kê tí tăng rồi có bê với lý bê ta mà sai bà viê bằng tay nè không cả này ní kì hàm lại tha tha công đặc reflexive pronoun công đặc sắp bản niệm chứ lo nữ bì kỳ preposition of place sao bà chẳng là preposition na đang dùng pi place đã ở bàn tề chẳng đã chẳng phải trời bình chẳng cái đã thả kế đã thả he has a suitcase beside him ok bà cái ở bà bị him mau chấm nô bị thả himself tự mình kế và là trong cả này ní là bà chẳng chạm vào chữ ba thả preposition of place cứ mình ở bà tề kế mình làm mình ở bà cứ ở đã himself yourself ấy này bị cái preposition of place nô tề là trong cả này đã subject hay là object bị chiếm được cái mũi cái đó bạn chân cái prati pi càng cao mình quên cứ he has a suitcase beside him bà quạt miền vali mỗi nơi các bài luôn cường quạt nè bà cuốn bạn to tiền bà chân ti ti bảy cái prai tiết về na cái pra sắp phần niệm bà là ti bảy cái bằng hai ngay cái tha cái pra sắp phần niệm chlo cái bị biệt thả bài bà bài bài này miền này thả how bà đòi được biệt na đòi vị thi na chân dừng mở chân kịp ra bị bài bốc chùm mùi nâng reflexive pronoun và bài bốc chùm mùi nâng sắp phần niệm chứ lòng chân kịp ra đầm bay ấy to show that how someone did something cứ đầm bay bằng hai thả ta mà nó mùi nẹ nâng cứ có ban thư ở vầy mùi nâng đau đỏ biếp nè đau giảng mạch ok nè bà đau đỏ biếp nè đau giảng mạch chân mơ ưu thì họ she usually goes to work by herself chân là cái nông cạn này nì bà ô xin tốt là cái nông cạn này nì she usually goes to work by herself miền này thả cứ niếng tôi thua ca đòi được biệt bệnh cứ đòi luôn đã luôn niềng ok cứ đòi luôn niềng họ mình từ phần pina bên này thế cứ she usually go to work by herself dân cái prapi thả bài bốc chiều muồi năng sập và niệm slow nick cứ trong bằng hàng tháng ta mà nuôi chơi mà nẹn nó cứ quạt phở với mũi đòi được biệt nè how ok bà đi được hàng lớn ấy bà xong pra mau point thế chân how someone did something ok chân cái prapi thả bài bốc chiều muồi năng reflexive pro pronoun bà bài bốc chiều muồi năng sập và niệm slow chẳng bằng hai thật ta hào hào đặc biệt na đau vị thi na cái nát bà cái ưu thế hot tp the children get dressed oh sorry got the children got dressed by themselves chẳng là nó cả này nấy miên này thà cái mấy cứ quạt sleep bẹt luôn ái có miên chạm bạch mạ pa nào mà sleep bẹt quạt đấy cứ quạt chạy sleep bẹt luôn ái này chẳng biết thà bài bột chùm môi năng sập và niềm sọc nữa miên này thà ta là nam nét phơ với mũi đau đặc biệt mạch đau dịch là giang mạch ok bà chẳng kịp hiểu là thà cứ đau luôn ái ok cứ buộc quạt sliệt sầm liệt bằng pẹt năng đói luôn anh bà how ok chân bài bột chữ mũi năng reflexive pro pronoun sắp phần niệm chứ bà to từ tiền cạn này tì buồn intensively emphasis cái emphasis bà chân kịp ra đồng bệnh bằng chạy bằng chạy nhắn mạch thế okay. Chân là trong cạn này nghe cái thà someone does it personally not anybody cái bằng giấy tờ ăn tận đây này tí buôn hay năng tí bấy nó cứ tôi chặt sợi điện khi đã tới ba quan hàm mũi cái trong bằng hàng thao cứ quạt phơi đầu là biếm na cứ đau ruột ảnh và bên này bên cứ quạt does it personally mình là quạt phơi là ruột ảnh là đá năng admin nhẹ na mau chui quạt tê kế trong quạt là thà cả đã tì tăng vía admin pra bị bài miền ấy là giống ưu tiên hò teacher trong khổ quan dễ quạt xua xa hay who helps you with your homework bà chẳng nè lúc hồi quạt bàn xua con xa hợp quạt đăng thả con xa hợp khô ra ở đây đặt cái ca tết ở bò ngoài mạng ở bà chui phương là hồn chẳng đặt đọc bây đặt hùng vực bụi năng quạt xua ok con xa vô hùng vực do cái ca tết màu sạm biệt ở cừu màu bà cô lại cừu quạt xua ok xua ta who helps you with your homework và chẳng quạt xua ta là nà kê chui con anh ok chui con anh vừa cái ca tết mùi năng và chẳng đọc bây con xa nè con xa quạt xa bà con sao không tăng chmua ấy thế bà để chmua đà ra chmua bị tu được bị chật ở đường ngồi cầu vật xì ấy ta mới nè bà nhưng student còn sao ấy có thể I did it myself ok I did it myself cứ xong phơ biết luôn này
chính ông miên bong nó phẹp phong lục hữu ông miên bong nó phẹp ông miên mạ pa nó chui cái kia nhom phơi việc luôn ảnh cái chân này nó cả này đi dương phở bịa thà I did it by myself mà nó ban cái ban tại còn thà ca bằng chẹt bảo viên nó cứ việc khóc niên tích trong thà mũi cứ hào phụ đại được biệt na bài dương phở bài đã về nấy ông miên bài vậy trong miên này thà cứ quát cứ personally món cứ luôn ảnh món này ảnh ông miên ta su bong ơi bong chui tích mà mạ pa chui con tích nó hùng vượng đi con ông vô ông miên tết cứ quát phụ đại luôn luôn ảnh cái chân được nông cạn này nấy dương pra ban pi được biệt dương pra ti mui cứ I did it myself rứ có I myself did it ok I myself did it chân dương pra mui na có ban đấy ok các bạn còn đặt hai tụm nô chất bằng nô kí pra ti mui I did it myself nó kí kí pra được nông lẹ cái nào written English cứ dương pra sản phẩm số số c và chân bậc pra sản phẩm số c chân như này thà vi pleca tràn chiến vì ai thằng cái đó với I myself did it nó cứ kẹp ra được trong spoken English cứ kẹp ra sản phẩm chia phía xa ní nì dây và I myself did it như thế chấm chỗ này chấm phơ viết cái nhân phơ viết đây chỗ này và năng cứ đôi khi tới ăn tận đây bảo viết nó bà còn là thay mỗi cứ kẹp chỉ dùng pra và commonly use bảo viết cứ kẹp ra được trong written English à mỗi commonly use bảo viết cứ kẹp ra được trong spoken English và không phải tập văn năng tệ tại còn tha ở trời đôi chắc nè nè bà chân cả này tị buồn nó cứ kê pra làm bấy bằng chạy bằng thai mất là bà mà chạy bằng thai mà thà xàm vốn năng quạt đất ở vầy môi bà bàn thơ ở vầy môi cứ personally món cứ thuốc anh món thơ ở miền nẹ nà màu chùi nhẹ nhàng tê kê nà bà tỏ tiết nói miền tiết kê ở tận ở thế tí pram bà chẳng nói tí pram reflexive pronoun together with the noun it refer to in order to emphasize it or emphasize it ok bà emphasize it okay emphasize này phong đai này tất cả các nhóm xong bằng hàng tích person bằng tất cả các sẽ s i s e và computer load mọi khó thầm đó có tập hợp hòm và xa này cứ kê sở sẽ tạm bài American hắn là bà giật ý ta bơ sẽ sẽ tạm bài British mà tạm bài ông lấy cứ s e nó bà hiện là sẽ s e cơ lúc đó có hợp bị rào nhưng nhóm của cái đã giật ý trong tay bà nhưng tí pram reflexive pronoun sắp bởi niềm slow bỏ dương together with the noun miền này thay cái dấu niềm hóa cái bộ chung mũi nâng sắp bởi niềm slow nâng tiết cái okay. Dấu niêm bốc chia mũi sắp và niêm sọc cái đại biệt xâm đại tử chẳng có thể tha sắp và niêm sọc nó xâm đại tử bình xâm đại tử lục rưu xâm đại tử sơ rưu cô xâm đại tử ông phu miêm mi nà mà nè hỏi cái bà viết đàm bầy ấy đàm bầy bằng chạy bằng thèm và đài ok bằng chạy bằng thèm tiết nhưng dừng mơ lại nó không cạn này nó cứ ra bàn tầng nào thế nào bàn ở lấy dừng mơ và I talk to the teacher himself ok I talk to the teacher himself. He looks at me. Chẳng bà dân mới ưu tiêu hò mùi năng I talk to the teacher. Bà chẳng teacher cứ chỉ ấy. Teacher nó cứ chỉ niềm. Chẳng biết là himself. Bà teacher nó cứ chỉ niềm. Bà kế chẳng himself nó cứ chỉ ấy. Bà himself nó cứ chỉ reflexive pronoun. Đại dựng hai thằng sắp bà niềm sẵn lọc nụ. Ok bà sắp bà niềm sẵn lọc. Chẳng dân mơ himself ní. Cứ vía và chạy và time từ lớp bị thật teacher hỏi tôi chăm được trong cả này thì pram dương niệm nơi mốc sắp và niềm cho lọc ní cứ chỉ niềm 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 nó bà chăm thả niềm bình được nông ở này dùng một lấy bàn bằng hàng chứng thà reflexive pronoun together with the noun ok with the noun it refer to chẳng biết là tiếng pi năng tiếng pi năng miền mũi cứ chỉ niềm hay mũi cứ chỉ sắp và niềm cho lọc chẳng sắp và niềm cho lọc đạp bằng tòa pi pi niềm đại viết trong sầm nào tới ngay chẳng I talk to the teacher himself chúng quan này dễ được căn những cái căn kêu nó kêu cái hiếm sắc nó cứ xem lại lời kêu nó ngay mà chúng cái trong một chạm một tham thằng kêu nó ok he looks at me mà chúng teacher nó cứ gì niệm utility p student themselves ok student và student themselves talk more ok sorry take more responsibility chúng sắc nó nghe và sắc nó cứ gì niệm và niệm chúng themselves nó cứ gì ấy cứ chia sắp và niềm sloth và chẳng student cứ chuyển niềm themselves cứ chia sắp và niềm sloth cứ kế pra làm bấy và thèm và cái bật chạy từ lỡ student năng tha student năng phụ kê năng là khuôn phụ kê năng cứ trao tay tập tuốt khó trao ở căn tay bán tràn ok tập tuốt khó trao ở bàn căn tay tại tràn take more responsibility ok nè bà chẳng được không biết pram chẳng nói ok dương cho mọc đào lùm hạt ok bà trời chấm là bà roa ca mở video là bọc nhóm ok còn ôn cũng lời chứ này bà miền chỉ bệnh màu đây đi nâng xỉu hơi bà làm bây giờ một phương ca có tra có đôi chìa ca xả là bọn phương lùm hạt ok
đảm bay vô stung thả ta dương đập nhau mà pra hư nâng tư và chạm bà lại khá dù lại khá bà chân bà sân chiếc lại nà chung ngol ai thả mơ video nâng làng vinh hói nốt tốc bà comment màu khăn lơ video bọc nhóm bà nhóm chia diêm phương cả bỏ sài và kê rì có ai chat màu khăn ông Facebook bọc nhóm của bà nha bà được chung bà mừng hà nháy kê tiền channel bọc nhóm Facebook bọc nhóm cứ hay những Instagram bọc nhóm cứ chung mô được kênh bà chung mô được kênh ok chẳng dừng mơ tới lời lùm hạt bà kê lùm hạt bà tí mùi đà ra made this t-shirt chẳng đà ra bởi này dễ tới cứ xin đại lời chung mô mà nụ bọc bà đà ra made this t-shirt chẳng đà ra dự ra biệt thà him himself chẳng đà ra made this t-shirt him himself ok và Lisa did her homework chẳng her homework ok chẳng Lisa cứ chia mà nụ sầy để dừng ai ra biệt thà she mau chùm nụ ok chẳng bà she sạp dịch bà nào she bắt đầu từ chia reflexive bà nào cứ by herself we have blah 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 at the party we have what okay at the party we have you no they want you to use reflexive pronoun not they okay còn là chẳng ở dương pra sắp bằng em slow ta okay at pra ai na chỉ cầm một bot sắp bằng em cầm một bot ai na lại ở đây chẳng we have ourself và chẳng ourself trong cái này cứ tại đầu thì đây cả bà có biết là self nó cứ s e l v e s nó bà cứ chỉ plural form và tâm rộng bài biểu hữu bà chẳng we helped ourselves at the party Nari did you take the photo by okay chẳng Nari cứ chiếc mua mà nụ sợi chẳng did you take the photo by bà chẳng tụ bay Nari nâng mà nụ sợi cả đời mà nụ pro và đau đi còn mà nụ phê tị bay cả đời ọt khóa đi mà chẳng tí chá ọt khóa chẳng bà dưỡng ọt khóa là phố kê phở bị dù mà hỏi năng chẳng tụ bay Nari mà liên nhạc đấy còn là dù đây Nari nâng khoảng chỉ cả hai rồi bỏ nhạc này dây đó kì hai Nari đám bay kì ra draw attention mà chẳng tiên cho cả chạp ở rong cả trong mà đây là mà quên khách nà ri nâng dân này dây tới có lưu chẳng việc hạt bề chẳng hạt nà ri ở một chắc luôn là tờ bàn cái xuống nó có đơn luôn chẳng nà ri did you take the photo by và you chẳng you đâu tới chia yourself thế nên mà tin cho lòng từ mơ nà ri đã herself chọc bạn họ tê cứ yourself của cái xu you nâng did you take và tì bằng tọa một tiết bằng tì má bạn đã lấy chứ đấy ok tì bằng tọa I wrote this poem bà poem của bạn được gọi poem của bạn á bà poem được gọi poem I wrote this poem chắc ai bắt đầu từ chia máy myself he ngủ còn là khơi he mất đơn bát he cut thế cái chân he bắt đầu từ chia himself bà himself the lion ok oh, the lion tí she đâu ý mẹ she he ý để mẹ đi và là dừng mà mới lại ảnh tầm muối đang đợi lại ảnh là mình ai phóng chân lại ảnh mình tầm muối mình đang hi mình đang si mình đang ấy phóng chân mình ít đó chân ok oh itself bà chân the lion can defend it itself bà mình phải ít chân mấy con mình phải he she it bà he she bà xong tốt mình phải ít chân hai đây bà mình phải he she và sao he she nó cứ cái pra xong rạp mà nụ hùng thế là phải ít nó cái pra xong rạp của chiếc sạc ấy chân tâu ok nói bà tí bằng tọp mà làm tí bằng đấy Sam's mother cái okay, Sam's mother often talks to nhưng mà Sam chứ một người bóng này chẳng có chữ hi thôi cái ok chẳng Sam's mother talk to himself hi chẳng Sam's mother chẳng cái dạy bị Sam đấy cái dạy bị mother ok nó bà cứ nhận bị má mother chẳng mother mình nuôi sấy bầm nuôi sấy có chữ sĩ chẳng được sĩ đâu từ chia hờ chẳng Sam's mother often talks to herself Tim and Lisa và Tim and Lisa nó cứ chia mình ốp tí pì nè ok chẳng bởi Tim bốc cho mùi nâng Lisa chẳng ta chia ấy kê bà Tim and Lisa ok chẳng tụ bấy bốc tới chẳng ấy gọi khó đó bởi xâm lùa cái dù nâng if you want more coffee nâng chẳng ở bên chẳng máu have Tim and Lisa safe ở tế nè bà ở tế cứ if you want more coffee nè bà Tim hơn nâng Lisa bởi xâm chị ấy nhá chọn bàn cà phê time tí đó nè if you want more coffee have cái bà you nó tới chia yourself bà you yourself ok tỏ tiết Alan and Dara collected the stickers chân Alan and Dara chân Alan and Dara mà nụ mà nè bà pi nè chân pi nè nâng phở ấy đâu phở vi à thì đủ chú phở ấy đó không phụ ấy nó không mê riêng mũi đa dân dưỡng pi object noun mà khi bạn đã lùng hạt muối đẹp quan chiều muối nâng cao bằng bằng subject kế okay. Cứ ái bốc chiều muối nâng dũ tiếp chỉnh vì kế okay. Là Tom and you nâng chỉnh dũ lấy Dalai and Dara
chúng trong trong cái này ní đà ra năng à lán cái chuyện mình tí bảy mình đâu tí bảy mơ tiết mình đâu tí bảy mình hoa nè pi nè với pi nè chẳng có chuyện đề hay à lán and đà collect the sticker themselves ok chẳng cái điện mời chẳng nè ổn nè ok và lấy dùng tư vấn tiết chết chá bài chúng tôi ăn thế nè mơ sân ok bà chẳng complete bà chú ý like video không phải nhé bà học cuốn hãy chú share video chú comment mà rồi bạn hà bà ôn ôn rồi chụp một mũi cái ai thà xua bán và cái trong trong mặt này cái đó cô chỉ ở vậy chỉ trong ngõ đại mà mình được nông mì điện nắng nè bà đã chỉ trong ngõ máu hay trong ai thua video đồng bày bằng hai bác trong một chia riêng thua ở tam tại ai thua tại bán ok hỏi bà thà ai chia lời bạn tin tức trong một chia riêng chia lời ở bạn muốn muốn video tranh ok nè bà hay có xem ở cuốn này đó các anh xem các tam đàn mới video của nhóm tăng bị đàn đó chấp tăng video tim mùi đó video bản to bản to bản to bản to bản đó ok bà hãy lâu bạn chết mùi rồi video hay ok hãy chân có xem ở cuốn và xem chụp báo xem nàng lỡ sắp sửa bài thằng ở khnì nè bà complete chui subscribe và nâng đặt sinh nhật cần đăng ngoài phong và chụp báo sắp sửa bài thằng ở khnì và tăng cấp 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 sáng nè bà ở cuốn chụp báo